con rất là xúc động khi con được ngồi với cô như thế này, không phải là ở tư cách là khán giả coi cô diễn trên sân khấu, tại vì ba con cũng là cán bộ tập kết. Và con cũng được trải qua cái câu chuyện của ông về cái sự hỡi lòng hỡi dạ khi đặt chân trở về lên mảnh đất ấm áp của miền Nam. Thì chắc chắn đó là một cuộc tìm về cũng rất quan trọng trong cuộc đời của cô Phẩm ạ. Có lẽ mấy chục năm rồi thì cô mới được cái cảm xúc khi mà được một công dân mà được sinh ra giữa lúc mà đất nước Việt Nam đã thống nhất. Trong cái quá trình bao nhiêu năm như vậy, biết bao nhiêu cái thăng trầm, cô sẽ là người làm cái nhiệm vụ sẽ kể lại cho công dân của năm 1975 nghe. Được không? Dạ. Bắt tay nhau cái này. Như là cú bắt tay giữa hai thế hệ đây nè. Hai thế hệ. Sau khi mà giải phóng thì cô được về Nam bằng một con đường bình yên. Trong quá trình đi như vậy thì mình có thời gian dọc đường, tức là xem tới cái đẹp của đất nước Việt Nam từ Bắc vô Nam, từ Nam ra Bắc, ngắm biển, ngắm núi, ngắm sông, những cái nơi mà trước đây biết nhưng mà không chưa được ngắm. Cái điều quan trọng mà cô không thể nào không kể cho Miêu nghe được đó là sau 21 năm cô về ngang quê hương mình, đó là xã Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, và được gặp lại những người trong gia đình, trong đó có cha và mẹ. Không nói được đâu, cho nên là khi mà nhắc tới thì cái cảm xúc của mình nó vẫn cứ dâng tràn, và cảm thấy rằng là cái tình cảm như là cái nỗi vui mừng của một đứa con lạc mẹ được tìm lại. Không thể tưởng tượng lúc đó là đã là 30 mấy tuổi rồi, thế nhưng mà cả nửa tiếng đồng hồ cô và mẹ cô không khóc được, không gọi được. Thường thường trên sân khấu cứ gặp nhau cái là ôm chầm vào khóc, nhưng mà thực tế về cuộc đời nó cứ nghẹn mà không nói được. Ai chưa sống trong cái hoàn cảnh như vậy, nó chẳng ai tin đâu. Cô lại là một nghệ sĩ, một diễn viên thể hiện những cái cảm xúc của con người trên sân khấu, thì lần này mình lại được chứng kiến một cái tình cảm mà trong cuộc đời là nghệ thuật của mình, trong các bài học của mình chưa bao giờ được phân tích một cái tâm lý như vậy. Cha cô thì chỉ đứng nhìn cô cười và dòm từ đầu tới chân thế này, không biết có phải con mình hay không. Bởi vì nó trải qua bao nhiêu năm mà, thời chiến tranh mà, cái chuyện còn mất chuyện bình thường, gặp lại là cái chuyện mình không tưởng tượng được. Gặp lại ấy mới chuyện phi thường. Phi thường. Thế thì mẹ cô mới cầm cái tay phải của cô lên nè, nhìn cái vết sẹo này. Và lúc bây giờ mẹ cô mới ôm cô và nói, nó đây rồi. Đấy, chuyện đã xảy ra khoảng 40 năm, trên 40 năm rồi. Mặc dù bây giờ ba cha mẹ cô thì đã mất hết rồi, nhưng mà cho tới bây giờ khi kể lại cho con mình nghe, cho cháu mình nghe, cho những người bạn bè đồng nghiệp nghe, và hôm nay kể lại cho Thúy Miêu nghe, nó cứ vẫn như mới đây. Cô vẫn cứ nghẹn, cô vẫn cứ nhớ. Và sau đó thì cô coi như ở lại gia đình được có 10 tiếng đồng hồ, phải tức tốc đi vô Sài Gòn ngay để kịp cái thời gian đó. Lúc đó là công tác tiếp quản phải không thưa cô? Sau tiếp quản độ chừng một tháng, cô phải đưa nguyên một cái đoàn, gọi là cái nhà hát cải lương Việt Nam, đi vô Sài Gòn. Và cái lần đầu tiên mà cô bước về thành phố Sài Gòn là cô đến cái khách sạn Embassy. Trời ơi, mình vô mình đứng mình ngỡ ngàng, bởi vì hai bên đó nó có hai cái hàng me đẹp vô cùng. Cô mới nhớ cơ. Con đường có lá me bay, chiều chiều ta lại cầm tay nhau về. Nó đẹp mà nó, cái khí hậu nó mát, nó dịu dịu. Cô bảo, ủa Sài Gòn đây sao? Người Sài Gòn đây sao? Thế rồi cô mới đi bộ, cô ra cái chỗ Sài Gòn, thấy bán hết cái này, thấy cái kia. Cái đầu tiên cô mua là cái gì biết không? Cô mua xoài.
Vì cô thích ăn xoài lắm. Ngoài Bắc thì cũng có nhưng mà nó... Cái đó là cái quả muỗng. Muỗng, đúng rồi. Làm sao mà nó to bằng cái quả xoài ở miền Nam này. Nó đúng to rồi. Quá thế này. Thế là tớ vào tớ thấy cái quả xoài đầu tiên là tớ mua xoài tớ ăn, cậu biết không? Cái năm 1967 cô đi sang Cuba. Lúc đấy là đi một cái đoàn nghệ thuật. 3 ngày liền cô không ăn cơm. Ăn trái cây không thôi. Nào xoài đu đủ. Thôi con biết rồi. Tại mấy năm mà cô đi tập kết, cô thèm trái cây nhiệt đới. Vâng. Mà Trinh không mở cái tủ lạnh ra, tôi đứng tôi khóc không ạ. Cô dễ khóc lắm. Khi mà uống cái ly nước chanh, cái mùi chanh giấy đó. Dạ. Cái cũng đứng khóc nữa. Dễ khóc lắm, mình nhớ dễ sợ luôn. Không, cô đâu có dễ khóc, cô thấy đồ ăn là cô mới khóc à. Thế thì cái đầu tiên là mình ăn, mình mua một quả xoài ăn đó. Lúc đó đâu có tiền nhiều. Rồi bắt đầu mới cô mới đi tiếp xúc hết chỗ này tới chỗ kia tới chỗ nọ, tới mấy cái chỗ đồ ăn vặt. Trời ơi, bây giờ biết ăn cái nào trước ăn cái nào sau. Sau này cái khi diễn ở Rạp Hưng Đạo, mà cái thời đi diễn Rạp Hưng Đạo thì cô đâu có xe, đi xe lam, có khi đi xe đạp. Rồi các bạn mới dẫn mình ra Sài Gòn ăn. Tôi ăn mà Ngọc vào rồi gọi nói: mẹ này ăn thế ghét, ăn mạnh vô. Tức là ăn mình cũng có hạnh phúc nữa. Mặc dù bây giờ đứa nào đứa nấy lớn hết rồi, già hết rồi, chẳng biết là bye bye cuộc đời lúc nào. Nhưng mà những cái đó làm sao quên được. Từng cái bữa mà ăn cơm với rau muống chấm với nước tương, các bạn vẫn vui. Mà tối hát tuyệt vời hay. Đi diễn như vậy, Phát Tân biết không, là phải lo cho anh em từng cái chỗ. Xin lỗi, chỗ toilet cũng phải lo. Cái này bây giờ mới kể nha. Cô lúc bây giờ nếu mà cô đi ra ngoài, cô đi vệ sinh thì có ai biết cô là ai? Bây giờ thì có thể biết một chút. Thành ra cô muốn tung hoành kiểu nào cũng được. Nhưng nếu Ngọc Giàu đi, Bạch Tuyết đi, Phượng Liên đi, rồi bà Kiều Mai Lý đi này kia cái nọ, thì làm sao đi được? Cứ tới đó, này, rồi phải đi vô. Thế là mình phải kiếm cái cách nào để giải quyết cái phần đó. Mà chưa kể là miền Nam mình đi cầu cá tra, cái mặt thò ra ngoài đấy, nghệ sĩ đi cầu cá tra. Đấy, phải che dù lại. Tức là bao giờ tôi cũng mang cái dù rất to. Thế mà mọi người cứ nói: mẹ này đi bộ sở đen lắm sao tự nhiên xách cái dù bự. Tôi nói chưa thấy cái tác dụng của nó đâu. Chỗ nào mà cái kiểu như Tác Tuy Miêu vừa nói, tôi banh cái dù ra là coi như thành một rứt. Cho nên Tác Tuy Miêu biết đi đâu mà có tôi đi là chị em yên tâm lắm. Mà nghe tới hai tiếng cải lương thì Tác Tuy Miêu và ngay cả cô cũng nghĩ nghệ thuật cải lương phải nói là của miền Nam, của Sài Gòn. Nhưng cả cái đất nước này, khán giả này, cái tình yêu của người ta không chôn chặt ở Sài Gòn. Do đó, nhiệm vụ của các cô lúc bây giờ là phải đem cái nghệ thuật cải lương đấy để phục vụ cho đồng bào miền Bắc. Vậy thì khi mà đưa một cái đơn vị nghệ thuật cải lương trở về Sài Gòn, có thể nói là cải lương thì phát triển ở các tỉnh, nhưng mà cái thủ phủ để đưa cải lương lên đỉnh cao Hoàng Kim thì là chính là ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn. Vậy thì có khác gì chở củi về rừng đâu cô? Cái điều đó là cái điều mà tụi cô lo. Nhưng mà khi đã về đến Sài Gòn rồi thì cái băn khoăn của mình nó được giải mã một phần nào đó. Bởi vì sao? Khi về tới Sài Gòn là tụi cô bắt tay vào để làm việc với những nghệ sĩ cải lương của Sài Gòn ngay. Và cái điều quan trọng tức là thế này, trái tim của người nghệ sĩ bao giờ nó cũng có cái tiếng nói chung. Nói tới nghệ thuật có nghĩa là không của riêng ai cả. Bởi vì cô đã từng gặp cô Bảy Phùng Há năm 1970 tại Paris. Cô Bảy hỏi vậy chứ cô là học trò của ai? Cô mới nói là tôi là học trò của bác Tâm Danh, của ông Ba Du. Thế thì bà phải check lại mình liền. Bà nói nếu cô là học trò thì cô biết diễn cái lớp này không? Tôi mới dạ biết. Cô và cô Bảy Phùng Há diễn ngay cái lớp trong cái vở cải lương Phụng Nghi Đình, cái vở gọi là vở kinh điển. Khi tụi cô học về cải lương là ai chưa học được cái đó thì chưa phải được là cái đó là dấu ấn sở trường của Quỳnh Kỳ Phụng Hảo. Đúng vậy. Thế thì cô cũng mặc áo dài, bà cũng mặc áo dài. Nói rồi tôi với cô diễn cái lớp qua cầu. Cái bà nói đi vừa trong đó, đó vừa trong đây, lướt gàng trùng nhẹ tắt đường bay, chén muôn kiểu mày chăm chén lá liễu, biểu một biểu hai biểu ba biểu. Còn cô kia cô đang nhõng nhẽo, cô chưa qua nè. Tình Lan ơi, không có cái cầu nữa hết mà phải qua cầu, phải dắt. Thế là tôi với cô bảy dắt đi xong tôi làm bộ tôi té, bà đỡ. Và ca, vô ca. Lúc đó thì bà mới nói vậy là đúng học trò của
ông Tâm Danh và ông Ba Du. Mà hai nghệ sĩ đó trong cái thời kỳ chống kháng chiến chống Pháp thì đi vô vùng kháng chiến rồi đi theo cách mạng luôn. Mà cái điều đó là một cái điều mà chúng tôi vẫn rất trân quý, vì là những người thầy của mình. Đồng thời phải thấy rằng là sự hy sinh trong cuộc sống cá nhân của họ rất cao. Bởi vì cái đời sống của Sài Gòn trước đây và hiện tại nó cao hơn so với tất tật tật, đúng không Miêu? Thế thì sáng là bao giờ tệ nhất cũng có được tách cà phê, còn tô hủ tiếu. Nhưng khi vào với chiến khu rồi thì cà phê thỉnh thoảng lắm mới có. Huống chiên phải từ bỏ cả gia đình và có những người từ bỏ cả giai cấp đi. Mà được đi như thế quý lắm. Cho nên các ông thầy của tôi là khi mà ông dạy tụi tôi thì ông có kể ông đây à. Mấy con á, khi làm diễn viên bây giờ mấy con sướng lắm. Chứ hồi của bác thời đó là muốn làm, muốn đứng trên sân khấu biểu diễn được là phải đi phục vụ ha, đi giặt quần áo, đi giặt lều, giặt chổng, giặt tủ hóa trang vân vân và vân vân thì mới được người ta dạy lại cho. Và cô Bảy cũng đã từng kể những cái điều đó với tôi nghe. Tự nhiên những cái đó nó là cái cuộc sống của nghệ sĩ mà không cần ai nói với ai, chỉ nghe một chi tiết nhỏ thôi thì cũng đã hiểu nhau nó như thế nào rồi. Cái người đầu tiên gặp là cô Bảy Phùng Há. Vì khi ở Paris hai bà cháu gặp nhau có nói rằng biết chừng đâu mình sẽ gặp nhau ở Sài Gòn. Thì khi gặp lại cô Bảy tôi có nói rằng cô ơi, mình đã thực hiện được rồi đó. Và tôi mặc cái áo dài mà cái lúc gặp ở Paris là cô Bảy tặng tôi còn nhớ là cái màu lá xanh. Cô cháu rồi bắt đầu họp nhau liền, thành lập liền, mở trường liền, dựng những cái tiết mục của sân khấu để biểu diễn phục vụ cho đồng bào miền Nam. Tuyệt vời không? Bất cứ cái tiếng nói nào miền Nam miền Bắc mình nói chuyện là đã khó hiểu giọng nhau. Ừ. Người miền Nam nói giọng miền Nam mà người Bắc người ta nói giọng Bắc. Vâng. Nhưng mà tiếng nói của văn hóa sẽ là một, chỉ cần nghe giai điệu, nhìn bộ tịch, người quốc tế người ta còn hiểu được cái tuồng hát bội. Mà nhân tiện đây nói là quê hương Bình Định cũng là quê hương của hát bội Việt Nam, khi mà nhà úy nội táng Đào Duy Từ phát triển một thứ mà người ta nói là sao chép của hí kịch Trung Hoa. Nhưng ông phát triển điều đó để dạy cho dân Bình Định, vì dân Bình Định giỏi võ. Dạ. Mới làm ra cái bộ trình thức hát bội. Dạ, dạ. Và cũng qua cái bộ trình thức hát bội đó mà hát bội Việt Nam khẳng định được vị trí độc lập so với hí kịch của Trung Hoa. Ừ. Khi nhắc đến bà Bảy Phùng Há, cô ấy còn không ngừng lại được mà còn phải tranh thủ còn nói cho khán giả nghe, khán giả hiểu rằng là cải lương Hồ Quảng cũng không phải là một thứ mà chúng ta đi lấy của nước lân bang. Mà nếu không có những nghệ sĩ hàng tiền bối tiên phong như bà Bảy Phùng Há, như ông Đức Phú, người con Úc của ông bà Bầu Thắng, lấy cái tân nhạc của người mà đưa vào cái tuồng cổ của mình và từ những tích tàu chuyển sang tích sử Việt, thì ngày nay sân khấu Việt Nam mới có những cái tác phẩm kinh điển như Câu Thơ Yên Ngựa, có thể đưa Lý Cây Bông vô hát chung với nhạc cine của Hương Cảng Đài Loan để nói được cái câu chuyện của ông Lý Đạo Thành ngời ngời oai phong lẫm lẫm như vậy. Và cái sự hòa quyện, cái vết thương dân tộc được chữa lành cũng chính là khi những người nghệ sĩ gặp nhau. Và đúng, chiếc cầu văn hóa chính là chiếc cầu tiên phong vào lúc đó. Trời ơi, một cái kết luận tuyệt vời mà con nói đến đây con hỡi lòng hỡi dạ. Đã chưa? Dạ. Còn tiếp. Thế rồi bắt đầu cô Bảy rồi cô Năm Kim Cúc tiến hành vào cái đào tạo liền. Trong đó nhà hát Trần Hữu Trang tạo điều kiện, không phải tạo điều kiện mà phải làm. Mừng chết bồ đi, coi như mình gặp được cái mảnh đất rồi. Trời ơi, có những cái hạt giống đây mà tụi con vẫn cứ thèm thế này. Những cái hạt giống như cô Bảy Phùng Há, như ông Tâm Danh, như những người đã nằm xuống, quý vô cùng. Bây giờ đất ở đâu, phải tìm đất để mà gieo nó ngay. Mình thế thì khán giả đó rạp đây, nghệ sĩ hai miền. Như Trác Tiêu Miêu nói, có những cái mà không cần nói, há miệng ra là biết muốn nói cái gì, biết tôi yêu cầu bạn làm cái gì. Và ngược lại các bạn đấy cũng như vậy. Ban đầu thì cũng tự nhiên cái điều đó tự nhiên thôi à. Nó sẽ có những cái va chạm. Nó có những cái giăng khớp nó không có vô. Dạ. Cái tôi mới kể cho các bạn nghe, chuẩn bị khoảng độ 3 tháng là dắt quân đi những vùng sâu vùng xa. Thế mình cứ tưởng là các bạn đấy không chịu đựng nổi, nhưng mà không. Tôi kể cho Trác Tiêu Miêu nghe, đi biểu diễn lúc bây giờ là năm 77, 78, 76, 78 còn khó khăn lắm. Thì làm gì có cái chuyện mà có đầy đủ gạo để mà đi nấu cho một đoàn hát đi. Tụi tôi ban đêm đi diễn, ban ngày là lãnh đạo là phải đi xin và nấu cơm. Cái đêm biểu diễn đầu tiên ở Mỹ Tho,
chưa có khách sạn ở nha, làm gì có cái chuyện bây giờ đi 5 sao 7 sao đâu. Hồi đó tụi tôi nói 1000 sao là vô là thích lắm rồi. Ở dưới gầm á, tức là sân khấu nó có cái gầm ở dưới này. Bạn hiểu không? Dạ. Quá trang tới cái thứ dưới này hết. Chiều hôm đó vừa tới xong thì chỉ có rau muống luộc, nước tương, ăn với cơm. Mà cơm gạo nó cũng không được ngon lắm. Nhưng mà tôi thấy Ngọc giàu rồi một số bạn ăn, ăn vui vẻ lắm. Thế là mình thở phào cái bó. Ôi, thế là các bạn đó không phải như mình nghĩ đâu. Chính những cái lặt vặt đó nó làm cho tôi, cho cô tin và nhập vào cùng với các bạn đấy. Tôi nghĩ là trong tình yêu hay trong nghệ thuật á, người ta không đến với nhau vì yêu nhau. Yeah. Mà người ta đến với nhau vì người ta yêu cùng một thứ. Đúng rồi. Trời ơi, kết luận nhiều cái triết lý như là rất là cảm ơn vô cùng. Một thời gian sau thì thấy là tối nay cũng biểu diễn chung. Và những cái vai nào lớn để các bạn ấy diễn, mình diễn những vai phụ, mặc dù mình là số 1 chẳng hạn. Cô nghĩ điều đó tự nhiên thôi. Chính các bạn cũng hiểu điều đó. Và cải lương, cái nôi ở Sài Gòn, sinh ra ở Sài Gòn, thì những đứa con đó phải trả về cái nôi đó trong cái tiếng ru gió mùa thu. Khán giả miền Nam đã đón nhận cái đợt chiến dịch đó như thế nào? Cái trước tiên lúc đầu đó thì bởi vì thế này nè, thường thường đi thì vào những cái vùng giải phóng thì khán giả mà đối với cái số nghệ sĩ anh chị em mà ở ngoài miền Bắc về đó, lúc bây giờ họ cũng chưa có cái tiếp nhận gì tới đâu. Nhưng mà họ có cái phân biệt rất rõ. Ví dụ như tôi nói nghệ sĩ nhân dân Thành Vi đó, là người miền Bắc chắc em biết. Yeah. Khi vô đây thì cũng biểu diễn dần dần là khán giả miền Nam biết. Thì họ cũng biết báo, ủa diễn viên miền Bắc về diễn cũng hay á. Mà có cái điều hay là tại sao lại diễn chung với nghệ sĩ của Sài Gòn mà không thấy có một cái sự nào phân biệt. Phải nói cải lương ở ngoài miền Bắc á, khi chúng tôi học á, là nó kết hợp nhiều thứ. Cải lương thì là nó phải có vũ đạo, ca hát. Và đồng thời về cái nguyên lý biểu diễn á, thì giữa cải lương và kịch nói phải học chung một nguyên lý. Ví dụ thế hệ Stanislavski, thế hệ này kia cái nọ thì cùng nguyên một đó. Nhưng mà tới chừng các bạn diễn viên Sài Gòn thì không có nói là thế hệ Stanislavski, không có nói lý luận. Nhưng mà khi vô nhập lại diễn, y chang. Có nghĩa là lý luận là thứ đi sau thực tiễn. Thực tiễn. Trong khi ở Sài Gòn thì các thế hệ đào kép minh tinh là học trực tiếp từ thầy Tuồng. Nhưng mà thầy Tuồng cũng là đúc kết từ những thứ đã được lý luận hóa bởi cái bộ giáo trình mà phía Bắc được học. Cho nên khi mà lên đến đỉnh cao thì người nghệ sĩ gặp nhau một cách rất bình thản thôi. Đấy, tôi kể cho các thính viên nghe. Tôi còn những cái người bạn tới bây giờ tôi vẫn chơi. Thì bắt đầu tụi này diễn ở Hưng Đạo, diễn Hầu Quê, diễn ở Thủ Đô. Các bạn cũng đi xem. Thì lúc bây giờ ví dụ như những cái vở mà về Nguyễn Thế Bình, nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giàu, Kiều Lễ Mai, rồi Minh Đức, rồi vân vân, Thanh Tú, Trang Bích Liễu, rồi Út Trà Ôn, rồi là hết. Có phải đó là tấn tần tần về nhà tự của Trang hết. Thế những người đó diễn cái vai lớn. Riêng tôi á, thấy cái vai nào mà người ta chê thì tôi diễn. Bởi vì làm lãnh đạo là phải như vậy. Tức là người ta chê thì mình diễn. Tới chừng mình diễn cái xong ở dưới này coi bà. Ê, cái bà này diễn viên mà Hà Nội về diễn hay quá. Cái ban đầu mới làm quen. Các tôi miêu tưởng tượng những cái năm đó cải lương diễn một ngày phải 3 suất. Ta lo ta đi làm việc xong xuôi rồi là khách cơm tới, vô trong đó cùng ăn, ngồi cánh gà coi và chơi cho tới bây giờ. Lúc đó khi mà làm ở cái cương vị là lãnh đạo, nôm na là bà bầu gánh. Ừ, cứ khổ lắm. Mà nhất là đối với nghệ sĩ, cô được có cái lợi là vì cô là diễn viên. Dạ. Cho nên cô hiểu được phần nào đó. Hiện thời con cũng là bầu gánh. Ừ. Con rất là hiểu là ừ, cái lý trí của mình đang ở trong học đài. Ừ. Để chạy dàn bao đèn ư, cảnh ư, rồi diễn viên nó nhớ phục trang quá trang. Trong khi mình bước ra sân khấu mình phải thả lỏng. Dạ. Và cũng nhờ cái ân phúc, con coi đó là một cái ân phúc cô ạ. Ừ. Thì để cái đêm mà khi mà con được coi cô diễn trong đêm Vượng Hú. Dạ. Khi mà coi nghệ sĩ Lê Thiện diễn á, thì lúc đó là một vai đào mụ mà lại đào độc. Và trong cái độc, trong cái la khóc hung tàn của cô, nó lại bật lên một cái tính nhân là tôi làm tất cả những điều đó vì cái hệ giá trị cao nhất của người đàn bà là đứa con của mình. Mà đau không phải cho mình bị lật mặt mà đau cho cái sự thiệt thòi của đứa con, cái núm ruột của mình. Nói đến chữ núm ruột, nói đến chữ thịt da. Lúc đó cô đang ngồi trên một cái xe lăn, cái mái tóc bạc không cần phải bôi phấn, nó cứ xóa ra như vậy. Cái miệng cứ há hốc ra và cứ thả cho những cái cơ mặt của mình. Không cần phải là một cô đào đẹp ở trước mặt sân khấu nhưng đẹp trong nhân vật của mình. Thì con nghĩ những tháng năm mà cô đã đóng những cái vai phụ
Và những vai phụ, và phải nói là thần sầu thì đến ngay cả giải Oscar cũng có là vai vai nữ phụ, vai nam phụ giỏi nhất. Trời ơi, hạnh phúc quá. Tại vì thường thế này nè, ở sân khấu ta cứ thích đóng những cái vai mà nó đẹp. Cô thì cũng đã từng đóng những cái vai đẹp, cũng đã từng đến đứng trên sân khấu không phải chỉ của là sân khấu cải lương, mà sân khấu của ca nhạc, sân khấu của múa. Nhưng mà cuối cùng là bỏ hết trở về với sân khấu cải lương. Cô vẫn rất thích đóng những cái vai cá tính như vậy. Khi mà Mỹ Uyên mời thì chả biết xong thì cô nhận lời liền. Diễn ở 5B thì các tôi mới biết đó, không có micro. Đêm nào diễn thì tội nghiệp lắm, Uyên á, cứ phải cho 6-7 anh em đứng đứng phía trong sân khấu. Cô đứng cái bục cao nhớ không? Dạ. Yeah. Rồi cái lúc mà chết là sợ té, đến với cái sân khấu kịch nói, có tính chất thể nghiệm như vậy thì nói chung cô cũng ráng cố gắng mà theo các em, các cháu thực tình như thế. Mệt nhưng mà cái hiệu ứng của khán giả làm cho cô vui. Nghe rằng là Trác Tuyên Miêu có viết một bài phê bình cô trong cái vai đó. Mà cái người nghệ sĩ thì cái đó hạnh phúc vô cùng. Ở Sài Gòn có bao giờ có một cái đất nước nào, có một cái thành phố nào mà khi nghệ sĩ A bệnh một cái tất tần tật biết hết và đi quyên góp tiền bạc lo cho đến khi nhắm mắt. Chỉ có ở Sài Gòn. Dạ. Những cái đó thì làm sao quên được. Có những cái tấm gương cuộc đời hàng ngày của người ta đó, ăn chưa đủ đâu, nhưng họ chia những cái thùng nước công cộng trong các cái hẻm, những cái bữa ăn từ thiện mặc dù người ta ăn chưa no, những cái xốp không đồng. Nếu không phải là người Sài Gòn, nếu không phải là cái đất Sài Gòn, tất nhiên có những cái mặt sai trái của nó, đó là đương nhiên của cuộc đời. Nhiều khi ví dụ cô bực mình cái gì đó thì mình mới nhớ lại những cái hình ảnh đó. Mình cũng nhớ cái ông này tên gì, ổng là chạy Honda, chạy xích lô, tạo dựng được cái gia đình, có nhà, có cửa đàng hoàng. Khi ông có con, có cái xong rồi, bây giờ ông đi lượm trẻ con người ta dục ngoài đường ông nuôi. Ban đầu vợ con không đồng ý, sau đó cái tấm lòng, trái tim ổng thuyết phục được. Và ổng nuôi những đứa con đó lớn lên, chẳng những lớn lên thôi mà ổng còn lo cho cả sự nghiệp của nó, lo cho gốc gác của nó. Ổng di chúc nếu ổng mất thì cái nhà đó là của những đứa con này. Mà con nghĩ rằng là một cái điều kỳ lạ, cô là những cái người mà đang làm những công việc đó, thậm chí như những quán cơm từ thiện hay là những người đang làm việc tử tế ở Sài Gòn chia sẻ với đồng bào của mình đó, những người đó mình cũng không có quan niệm Sài Gòn gốc. Họ cũng là dân tứ xứ từ xa đến đây. Nhưng mà cái căn nhà thiện lành của họ khi mà ở những nơi xa nó không có điều kiện nó phát triển. Nhưng khi họ đến Sài Gòn, và đây là một câu chuyện đơn cử là chia sẻ với cô, với quý vị. Ví dụ như mình hay nói cái câu chuyện chú Quả. Chú Quả là ông ấy người Sài Gòn gốc lại. Ông là người Minh Hương, người đâu là đến đây người ta chạy nạn, người ta đến đây người ta coi đây là nhà. Ông là người ta nói là buôn bán ve chai, là rất là cơ cực. Sau một đêm, có người đồn rằng là ổng mua cái ghế sofa về bán phế liệu, banh ra có mấy kỷ vàng ở trong. Hôm sau là thành tỷ phú. Vậy thì điều đầu tiên mà chú Quả làm, giống như điều đầu tiên cô Lê Thiện ra chợ Sài Gòn là mua xoài ăn cho nó đã. Chú Quả làm gì? Mua cái xe hơi đi vòng vòng Sài Gòn chợ lớn cho thiên hạ lát mắt. Một trong những dự án đầu tiên của ông là xây những cái cơ sở như là nhà thương thí, như là trại tế bần, và tặng không cho chính quyền thành phố, tức là tặng không cho người nghèo nếu mà nói là một nhà thương thí. Và ngày nay các cơ sở kiến trúc này vẫn đang được sử dụng và hoạt động cho thành phố Hồ Chí Minh. Đơn cử như là Bệnh viện Sài Gòn, trước đây là trung tâm cấp cứu thành phố nằm trên đại lộ Lê Lợi, cũng là một cái tòa công trình mà do chú Quả xây nên để tặng lại cho thành phố. Đó là những người chịu ơn, chơi sòng phẳng với thành phố và trả ơn cho thành phố khi có cơ hội. Và có lẽ chỉ có cái thành phố đông dân này cho người nghệ sĩ cải lương được chung tình với sân khấu cho đến cùng, vì khán giả quá chung tình với nghệ sĩ. Như câu chuyện mà cô Lê Thiện kể, thật tuyệt vời khi được là người nghệ sĩ ở giữa cái trung tâm thành phố Sài Gòn như vậy.